Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ cổng nhôm đúc mà công ty mình đã làm thiết kế và thi công tại Hải Dương. Tổng thể bộ cổng này có chiều rộng là 3m8, một cánh là 1m9 và chiều cao là 3m2. Phần đố cổng được thiết kế dày 20 phân, được trang trí bằng những cánh hạc lấy từ cái biểu tượng trống đồng Đông Sơn để cách điệu ra làm đố và các cái trang trí của đố cổng. Đây là chiều ngang và đây là cái chiều dày. Đấy, chiều dày. Thường thường thì cái đố cổng có cái chiều dày là 6cm. Đây là mẫu trúng đồng cái trúc, thì rất là một mẫu rất là điển hình, rất là nhiều người lựa chọn những cái họa tiết được của trúng đồng. Đây, các bạn nhìn thấy không? Các họa tiết của trúng đồng Đô Sơn được cách điệu trên cái cánh của cái sản phẩm. Ở giữa là một bông hoa, phía bên ngoài là những cái cánh hạc ở vòng tròn to hơn là những cánh hạc những con chim. Thay vì làm những cái đơn điệu bằng những cái thanh nan vuông hoặc tròn, chúng tôi đã thay vào đó là những cái cành trúc và các đốt trúc, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ tuyệt vời cho cánh cổng cũng như là đảm bảo tính an toàn cho căn nhà. Bộ cổng này thì được trang bị motor tự động của hãng Roger. Phía trên là những hàng trông nhọn để chúng tôi cách điệu như những búp hoa. Nếu các bạn có nhu cầu làm việc cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại 0946 266 860. Chúng tôi sẽ lên thiết kế và tư vấn cho quý vị và các bạn. Xin chào các bạn.